Sau đó chúng ta ở ngoài desktop hay ở bất kỳ thư mục nào á, mà chúng ta muốn lưu code của mình á, chúng ta tạo ra thêm một cái thư mục. Ví dụ lớp chúng ta lớp K30B1 đúng không? À K31B1 đúng không? Thì là tạo ra thư mục là K31B1. Đó. Được chưa? Tạo ra đi. Sau đó chúng ta tạo ở trong cái thư mục đấy, chúng ta tạo thêm thư mục nữa. Đặt tên là lesson 1 là L0 L nhé. L01 là viết tắt của cái lesson 1 là cái bài học đầu tiên. Đã. Chúng ta dùng tiếng Anh dần đi cho nó quen. Lesson 1. Xong chưa? Tạo xong chưa? Tiếp theo này. Kích chuột vào đấy. Giữ, kéo ra, thả vào trong sau lần tách ấy. Thả xuống. Giữ, thả xuống. Vào chưa? Bây giờ chúng ta làm việc trên cái editor. Chúng ta chuột phải vào. Chọn new file. Nó nhìn có nhìn thấy nó tạo ra một cái như này, trông như này đúng không? Cái từ này là gì? Cái gì cơ? Untitled. Là không có tiêu đề đúng không? Thì chúng ta phải tạo đây là nó tạo ra một cái tab mới tương đương với một file mới cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta chưa lưu cái file này. Thì chúng ta viết vào đây là index.html. Được chưa? Sau đó là Ctrl S. Nhá, Ctrl S đi. Được chưa? Sau đó là xếp thẳng xuống. Thì ở trong này nó sẽ xuất hiện cái file index.html đúng không? Tiếp tục này. Bây giờ các bạn, nếu mà các bạn nào mà không quen phím tắt nhá, tôi tạm thời tôi xóa đi này. Các bạn đừng xóa nhá, để tôi làm lại cho các bạn một lần nữa cho nó quen này. Nếu mà các bạn không quen phím tắt, Ctrl S là phím xếp, lưu xuống, phím tắt nhanh ở trong sắc text là lưu xuống, được chưa? Trong bất kỳ cái IDE hay cái editor nào cũng vậy, hay trong Word cũng thế, được chưa? Chúng ta tạo ra một file mới, chúng ta đặt tên là index.html. Được chưa? Sau đó chúng ta chọn file, chọn save as thì nó trỏ trong thư mục của chúng ta luôn, tương đương với cái việc chúng ta vừa làm là Ctrl S. Được chưa?
đấy, Control S nó chỉ là giúp chúng ta thực hiện nhanh cái thao tác vừa rồi mà thôi, được chưa? Xong các bạn Control A và bấm nút xóa. Control A là chọn tất cả, đúng không? Bôi đen tất cả nội dung, xóa đi, viết tên mình vào đấy, ví dụ Trần Hữu Thiện, xếp xuống, viết cái gì vào đấy thì viết, không quan tâm, viết cái gì vào cũng được, được chưa? Xong chưa? Lưu xuống lại Control S, làm cho tôi tập ngay từ bây giờ cho tôi thói quen cứ viết cái gì xong là phải có thói quen là giữ ngón út này, ngón út ở phím Control, được chưa? Sau đó ngón này này giơ lên, hai ngón mà đây này, đấy, một phím, một cái phím Control, một cái phím S, làm sao cho mình thành một cái thói quen, được chưa? Bao giờ cũng thấy ngón út lúc nào cũng phải Control hoặc là Shift, được chưa? Để cho mình lưu file cho nó nhanh, được chưa? Lưu xuống, lưu xong chưa? Nếu các bạn lưu ý này, nếu ở máy các bạn cái chỗ này nó sẽ là cái hình tròn, nếu các bạn viết thêm một vài text vào nó là hình tròn, đúng không? Được chưa? Các bạn có nhìn thấy không? Đó, nếu là hình tròn chứng tỏ một điều là file của bạn chưa được lưu, được chưa? File của bạn chưa được lưu. Nếu mà chúng ta lưu xuống rồi thì nó sẽ là phím X, là cái nút X, được chưa? Hình dung không nhỉ? Cứ lưu rồi, file mà lưu rồi thì nó sẽ là nút X. Cứ file lưu rồi nó sẽ là nút X. Còn nếu mà chưa lưu thì nó sẽ là hình tròn, được chưa? Xong. Bây giờ mở cái chỗ quản lý file ra, sẽ nhìn thấy một cái file là index.html, đúng không? Chuột phải vào Open with Google Chrome, sẽ nhìn thấy text ở đây. Xong chưa? Có nhìn thấy text không? Không chưa? Thấy không? Các bạn làm chưa làm được không? Đây, ta vào mô đề. Ta vào mô đề. Thấy chưa? Open chuột phải là file cơ mà. Open with. Đó, Google Chrome. Thấy chưa? Cần gì mạnh? 8 giây nào? Nó chưa tải xong lỗi rồi. Xong chưa? Rồi, thấy dễ không? Không nhá, chẳng đây có cái gì mà khó ở đây cả. Quá dễ luôn. Đây là chúng ta dòng đầu tiên chúng ta làm việc với web, nó là như thế. Tạo một file định dạng HTML và chạy nó bằng cái phần mềm trình duyệt. Thì đúng như lúc ấy những cái gì mình nói đúng không? Chẳng qua là chúng ta chưa thấy thẻ HTML ở đâu thôi. Giờ bây giờ tiếp này, tiếp nha. Tiếp nha. Chúng ta mở cái editor lên. Enter xuống dòng. Viết ở đây một chữ H1. Xong các bạn tab ra một cái. Có thấy ra thẻ H1 không? Ờ, thế là chứng tỏ không máy nào, không máy thằng nào bị có vấn đề gì cả. H1 tab nó ra như này đúng không? Rồi, chúng ta viết là quê mình ở đâu? Quê hai chấm Nam Định. Xếp xuống. Được chưa? Rồi, bật cái trình duyệt ra. Chúng ta có nhìn thấy cái quay này, cái tròn tròn này không? Đây là phím reload, là load lại trang. Bấm vào, nhìn thấy chữ quê Nam Định không? Hoặc là quê của mình không? Có thấy nó to không? Có thấy nó đậm không? À, được. Thế chạy đúng rồi, trình duyệt có công, không có vấn đề gì cả. Nhớ nha. Đây, cái này. Bằng bất kỳ giá nào phải quen đi. Lục mạch thần kiếm. Được chưa? Xong chưa? Đây, nó chính là cái tác động của các thẻ HTML trên trình duyệt. Được chưa? Có thấy nó hay không? Với HTML chúng ta hoàn toàn có thể hiển thị được video, audio, ảnh, đủ các thứ trên này, kể cả map. Map Google nhúng vào đây được. Được chưa? Ở đấy là HTML nhé. HTML tác động đến trình duyệt như thế nào? Thì tiếp theo này, tôi sẽ
giải thích qua cái HTML nó là cái của nó gì. Nó không phải là cái gì nó quá kinh khủng đâu. HTML là gì? Là viết tắt của từ Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Language là gì? Ngôn ngữ. Cái này markup là gì? Mark là đánh dấu. Từ này là đánh dấu. Text là gì? Văn bản. Hyper chắc các bạn cũng biết, thì hyper là siêu, siêu nhân. Hyperloop là siêu đường ống. Nó thể hiện một cái thứ về số lượng nó rất là nhiều. Được chưa? Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Đấy là ý nghĩa của chữ HTML. Được chưa? Xong chưa? Ngôn ngữ thì dễ hiểu rồi đúng không? Chúng ta phải gõ ra thì trình duyệt mới hiểu. Coi như là cái ngôn ngữ chúng ta ra lệnh cho máy tính, ra lệnh cho trình duyệt và mày phải dịch cái đoạn code của ta theo cái style như này. Ví dụ style cho biết là cái thẻ, ta biết là trong H1 đúng không? Thì những cái gì ta biết trong thẻ H1 mày phải dịch làm sao thì dịch cho ra thành chữ to và đậm. Vậy thôi, được chưa? Tiếp theo là markup là ngôn ngữ đánh dấu đúng không? Chúng ta có nhìn thấy cái thẻ H1 của chúng ta nó là mở. Đây là dấu mở này, H1 này, dấu đóng này. Đúng không? Viết text trong này này. Và lại đóng vào này, đóng có thêm cái dấu sượt đằng trước. Xong lại H1 này, đóng này. Được chưa? Cái này người ta gọi là thẻ mở. Giống như chúng ta mở ngoặc này. Phải có mở và đóng đúng không? Thì đây là thẻ mở. Thẻ mở. Đây là thẻ đóng. Được chưa? Đánh dấu cái H1 này chỉ kéo dài từ đâu cho đến đâu, chỉ áp dụng từ đâu cho đến đâu thôi. Những cái đoạn ở phía sau sẽ không được áp dụng. Được không? Những cái đoạn text mà chúng ta viết liền phía sau này sẽ không được áp dụng cái chữ đậm, chữ to kia. Được chưa? Đó là cái đánh dấu. Đánh dấu sẽ được tác động từ đâu cho đến đâu. Hiểu không nhỉ? Markup, đấy là markup. Còn hypertext thì sao người ta gọi là hypertext? Thì đây là ví dụ cực kỳ dễ. Quyển sổ này của tôi khoảng 100 trang, tôi cho 100 trang đi đúng không? Tôi viết độ khoảng 1 năm thì sẽ hết quyển vở này. Đúng không? Và số lượng kiến thức của nó chỉ cho chứa được đủ ở trong 100 trang thôi. 100 trang tức là 200 mặt. 200 mặt giấy đúng không? Tức là ở trong này nó có giới hạn một quyển sổ, một quyển sách ở đây của chúng ta bất kể nào nó là con hàng dài 3.000 tờ thì nó có giới hạn thôi. Đúng không? Được chưa? Có giới hạn lượng kiến thức rồi. Nhưng mà các bạn có tin nếu mà với một website với một trang HTML như này, nếu mà máy tính của chúng ta đủ khỏe, nó có thể chứa được toàn bộ lượng kiến thức từ tất cả các quyển sách ở trên thế giới vào trong một trang HTML, tin không? Chẳng có gì không tin được. Bây giờ máy tính RAM biết cái thứ, nếu mà người ta muốn có thể build được một cái máy tính có RAM là PB, petabyte, nó là cực kỳ lớn rồi. Hiểu chưa? Cả một trang Word của chúng ta gõ ra nó khoảng vài tờ ấy. Chắc là rơi vào tầm khoảng vài kilobyte. Vài kilobyte trong khoảng 4 mặt giấy. 4 mặt Word ấy, vài kilobyte thôi, không nhiều đâu. Đó. Cho nên là nếu mà máy tính của chúng ta đủ RAM để chứa thì nó hoàn toàn phải đọc được những văn bản chứa rất là nhiều dữ liệu. Được chưa? Đấy nó gọi là siêu dữ liệu, siêu văn bản trên một trang web. Ngoài ra sách của chúng ta chứa được video chứa bằng mắt đúng không? Nhưng mà với HTML chúng ta chạy được video trên này, chạy được âm thanh trên này, chạy được ảnh trên này. Tất nhiên là giấy vở bình thường vẫn nhìn được cái ảnh, nhưng mà chắc chắn nó không bao giờ sinh động được bằng cái trang HTML. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của từ siêu văn bản. Xong khái niệm về HTML. Được chưa? Tiếp theo tiếp theo này, với HTML thì chúng ta làm quen với cấu trúc của nó đã. Bao giờ vậy, biết nó là cái gì, sau đó là đến cú pháp để lập trình ra một trang nó là cái gì. Thì chúng ta sẽ có cú pháp như sau này. Bây giờ các bạn Ctrl A xóa trắng nó đi. Bây giờ các bạn gõ cho tôi này HTML, sau đó Ctrl cách
Con nhìn thấy hai cái HTML phía trên không? Con nhìn thấy hai cái này không? Chưa chắc đã có cái thứ ba. Nếu đứa nào có cái thứ ba thì chọn cái thứ ba HTML5, còn nếu mà không có thì chọn cái thứ hai ở đây này. Ờ, ra được thì tốt. Ra này gì? Ờ, ra này không dùng này. Được chưa? Đây là nó cái editor này nó hỗ trợ cho chúng ta một cái cấu trúc của một trang HTML cơ bản ban đầu là như thế này, thô sơ nhất. Được chưa? Bây giờ tôi giải thích từng dòng một nhá. Đầu tiên là cái dòng cái thẻ doctype này. Doc là gì? Doc là viết tắt của từ document, tài liệu. Được chưa? Type là loại, loại tài liệu là gì? Loại tài liệu ở đây là loại HTML. Được chưa? Loại HTML thì nó đánh dấu ở đây là cái trình duyệt đọc, khi mà đọc đến cái file này nó đánh dấu là bắt đầu từ chỗ này là code HTML này là phải dịch theo HTML. Được chưa? Để đánh dấu cho cái trình duyệt nó biết là từ đây trở xuống là bắt đầu code HTML đấy. Dịch đi. Được chưa? Tất nhiên với HTML thì cái trình duyệt nó có cách đọc khác, với file XML nó có cách đọc khác, với file JSON nó có cách đọc khác, với file PDF nó có cách đọc khác. Các bạn không tin thì bê một file PDF vứt thẳng vào trong trình duyệt cho tôi, xem nó có hiển thị khác. Chắc chắn luôn. Kể cả file PowerPoint, tức là file trình diễn cái slide ấy, nó cũng sẽ hiển thị khác. Được chưa? Đây là để đánh dấu cho trình duyệt biết những cái code ở dưới này làm theo chuẩn gì, chuẩn HTML. Được chưa? Tiếp theo. Nhìn thẻ HTML. Thấy không? Thẻ HTML ấy, ở trong một trang HTML thì thẻ gốc, nhớ tôi, thẻ gốc để chứa tất cả các thẻ khác, nó chính là thẻ HTML. Đây là đánh dấu cái phạm vi sẽ được bao phủ bởi HTML. Được chưa? Trong HTML sẽ có hai thẻ chính. Thẻ đầu tiên là thẻ head. Head là cái gì? Cái đầu, đúng không? Cái đầu. Thế cái đầu nó là cái gì và nó chứa cái gì? Còn cái body này tính sau nhá. Body tí tôi giải thích. Cái đầu trong một trang HTML chứa cái gì? Đây là phạm vi cái đầu. Đây là phạm vi cái đầu. Cái đầu ấy, ở trong một website thì cái phần head này này nó sẽ chứa những cái gì? Thứ nhất là chứa cái tiêu đề của website là cái này. Nếu mà chúng ta không định nghĩa tiêu đề thì nó lấy luôn tên file để làm tiêu đề. Được chưa? Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái ảnh logo, ví dụ bọn YouTube nó có cái logo như này đúng không? Đúng nhá. Thì đây là cái logo của website hay là thương hiệu của một cái doanh nghiệp. Được chưa? Để đánh dấu đây là chủ quyền của tao, tao đã tè vào chỗ này rồi. Có mùi của tao. Được chưa? Chúng mày không được xâm phạm gì vào đây. Xong chưa? Đó, đấy là cái thứ hai. Đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ở phần head. Nhưng mà ở trong phần head nó còn chứa cực kỳ nhiều những cái thứ khác mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Ví dụ như những cái thẻ. Những cái thẻ quy định về cấu hình của một trang HTML. Ví dụ như nếu mà trình duyệt của chúng ta ở máy chúng ta thì khả năng cao mà nếu các bạn viết chữ tiếng Việt vào đây thì sẽ bị vỡ chữ. Nếu các bạn viết chữ tiếng Việt và khả năng cao sẽ bị vỡ chữ, trình duyệt không làm được đấy. Trình duyệt có chữ tiếng Việt và nó hiển thị tiếng Việt luôn. Thì chúng ta có những cái thẻ để quy định trang này được phép sử dụng được phép viết tiếng Việt thì chúng ta có thể là sử dụng một thẻ là meta. Meta có cái cách cho nhé, tra xét bằng UTF-8. Đây là một cái chuẩn đóng mặt đóng thẻ meta vào. Thì là từ sau cái thẻ meta là tất cả mọi thứ ở bên dưới được phép viết tiếng Việt có dấu. Còn nếu không nó sẽ bị vỡ, nhiều khi nó sẽ bị vỡ tùy từng máy tính và tùy từng trình duyệt. Được chưa? Nhưng mà nếu mà có cái thẻ này vào thì nó sẽ tất cả các chữ tiếng Việt có dấu chứ không phải nó hiển thị được ngoan lành, không vấn đề. Được chưa? Đây là thẻ config. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy cái thẻ. Không nên biết là cái thẻ này nó đặt ở đâu, không nhìn thấy. Trừ khi chúng ta vào phần page sửa thì chúng ta mới nhìn thấy được. Còn nếu nó không nhìn thấy thành chữ, không nhìn thấy thành hình ảnh, bây giờ chúng ta không biết. Bây giờ đây là một thẻ. Ngoài ra chúng ta còn có thêm những cái thẻ meta khác. Ví dụ như meta title, meta description, rồi thì là meta tag. Những cái này nó ảnh hưởng cái gì? Những cái này nó sẽ ảnh hưởng đến một cái thứ người ta gọi là SEO, SEO, Search Engine Optimization, là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, chính là cái trang Google.
chưa? Còn về cái câu chuyện về SEO này có thời gian để nói sau, được chưa? Nhưng chúng ta chỉ cần biết là những cái thẻ meta cung cấp rất là nhiều thông tin cho bạn Google, nó chạy vào trong trang chúng ta đọc nội dung, nó đánh giá tính điểm của trang của chúng ta được bao nhiêu điểm. Sau đó đấy là lý do vì sao mà chúng ta search một cái từ khóa nào đấy trên Google có trang được xem trước, có trang được xem sau, được chưa? Không phải tự nhiên mà những cái trang nào đấy được lên trước, không phải tự nhiên những cái trang nào đấy tụt xuống dưới thậm chí là page 10 đến 15, được chưa? Đấy là người ta làm SEO tốt, làm meta tốt, làm nội dung content bài viết tốt thì nó được đánh giá cao, thì nó sẽ được đưa lên đọc, đơn giản thôi, được chưa? Xong, đấy là phần head. Bây giờ chúng ta đến phần đấy là phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta đến phần thực hành này. Thực hành của phần của cái phần head này gồm những cái gì? Thứ nhất, chúng ta có cái meta đúng không? Có cái thẻ title đúng không? Thì chúng ta viết vào đây là ví dụ viết vào đây là K T3H K31B1 gạch ngang lesson 1 lưu xuống rồi thì chúng ta biết cái công việc tiếp theo chúng ta phải làm gì là gì đấy. Ra ngoài trình diện duyệt refresh. Đây, reload lại. Nhìn thấy không? Thấy không? Không nhìn thấy gì hả? Tưởng không nhìn thấy gì thì cầm cái máy ném ra ngoài kia. Được chưa? Đấy là tác động của thẻ title. Được chưa? Xong chưa? Có bạn nào không làm được không? Rồi, ok. Cứ không nói gì là tôi là cho là làm được rồi. Tiếp đến phần khác. Thẻ tiếp theo là chúng ta sẽ thay đổi cái này. Thay đổi cái hình này này. Cái hình tài liệu là cái hình mặc định của tất cả các tab ở trên Google Chrome. Được chưa? Chúng ta thay đổi nhá. Đơn giản thôi. Bây giờ các bạn lên Google. Các bạn kiếm cho tôi một cái ảnh. Con chó. Rồi tôi kiếm một cái ảnh. Tôi tải về. Đây nhá. Kích vào cái ảnh này. Chúng ta vào cái phần view page này này. Thấy không? Đây nhá, search cái con chó này xong thích con chó nào thì kích vào, nó sẽ xuống đây đúng không? Sau đó bấm vào cái view page này này, bấm vào thì nó ra một cái trang khác như này. Thấy chưa? Chuột phải vào đấy. Save image as. Thì bây giờ chúng ta lưu vào trong cái thư mục chứa code của K31B2 chúng ta ấy. Nó L01 và B1. Hôm trước tôi còn dùng cái hình dọn thằng Doãn Chí Bình cơ. Đây là ảnh 1. Tùy đặt tên ảnh là cái gì thì tùy. Ảnh 1 này, xếp xuống. Thì mở cái Sublimtext ra chúng ta nhìn thấy cái ảnh 1.jpg ở trong thư mục này. Là hình con chó đúng không? Tóm lại là bê một cái ảnh ở đây trong máy rồi ông ném vào trong cái thư mục L01 đấy. Có mỗi thế thôi. Được chưa? Xong hết chưa? Thằng nào không xong kệ nhá. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta có một cái thẻ nữa. Đó, chúng ta gõ cho tôi cái chữ link. Link. Tap một cái. Nó xem nó ra giống như này không? Ra chưa? Rồi, chúng ta có cái reel. Reel này là relate. Relate là cái nội dung của cái thẻ này tương sẽ sử dụng với phần nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ sửa cái reel này thành icon. Icon. Bỏ cái tag đi. Bỏ cái tag đi. Icon này có href bằng. Nhìn thấy href không? Có href bằng, viết vào xong dấu 2' ấy. 1.jpg. Tức là tên ảnh của các bạn muốn nhét vào đấy là cái gì thì các bạn viết thẳng cái tên ảnh vào đây. Được chưa? Tên ảnh của bạn là cái gì? Các bạn viết thẳng ở đây thôi. Xong chưa?
Rồi, ra ngoài reload đi, ở trên nhập reload ở đây. Nó sẽ có một cái hình con chó nhỏ nhỏ xinh xinh ở trong ấy. Không được đấy hả? Không được thì chỉ có do ăn ở đấy. Đây là của ông game file là gì? Cartoon A, Cartoon C. Rồi. Thank you.
Thấy chưa? Xong hết chưa? Có không? Chẳng có cái gì đúng không? Cốt dễ đúng không? Dễ ợt, có cái đếch gì đâu. Xong chưa? Tiếp tục này. Yên tâm, sau này còn một vài thứ còn khó hơn gấp vạn lần. Nhưng mà chỉ một vài thứ thôi. Đấy là xong về phần head. Trong head này nó còn chứa thêm vài thứ nữa, nhưng mà bao giờ chúng ta động đến tôi sẽ nói tiếp. Được chưa? Tiếp theo đến phần body. Phần body á, nó là thân đúng không? Thì cái thằng body nó chính là cái khung này, cái khung màu trắng ở phía dưới này. Đấy là toàn bộ phần body. Là nội dung sẽ được hiển thị người dùng nhìn thấy. Được chưa? Thì nói về phần body thì nó sẽ có thể chứa được những cái thứ như sau này. Trong phần body nó có 7 loại thẻ. Lưu ý cho tôi, nó có 7 loại thẻ để giúp chúng ta hiển thị cái nội dung của website. Đây là như sau. Trong body nó có 7 loại thẻ. Chúng ta nốt lại cho tôi nhé. Loại thứ nhất là loại thẻ hiển thị về text. Những cái thẻ định dạng về chữ viết. Đấy là loại đầu tiên, loại thẻ định dạng chữ viết. Loại thứ hai là loại định dạng chữ loại định dạng về hiển thị danh sách, list. Danh sách, nếu mà không biết tiếng Anh thì viết tiếng Việt bên cạnh ấy. Xong chưa? Loại thứ ba là loại định dạng về bảng, table. Bảng. Loại thứ tư là loại định dạng về media. Media này gồm ba loại. Gồm audio, video và image, ảnh. Video là phim rồi đúng không? Audio là nhạc này. Image là ảnh. Được chưa? Loại thứ 5 là vùng chọn area. Và loại định dạng để vùng chọn. Loại thứ 6 là định dạng về form. Là một cái biểu mẫu để giúp nó thu thập thông tin từ người dùng, từ người xem. Chúng ta có thể lấy được tên, tuổi, địa chỉ của họ, hoặc là những cái gì mà họ cần phải điền vào. Đó, loại thứ 6 là loại form. Loại thứ 7 là loại về hyperlink. Chữ hyper đấy nói là cái gì? Siêu. Link là gì? Link là đường dẫn. Có cái gì ngáo à? Link là liên kết. Siêu liên kết. Bảy loại này. Được chưa? Chúng ta sẽ học dần dần từng loại một. Không nhá? Tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta đi một loại đầu tiên ở trong cái mớ HTML này. Thực ra HTML nó cũng không nhiều thẻ đâu. Nó đâu đấy rơi tầm khoảng hơn 100 cái loại thẻ thôi. Cũng ít. Thì với loại thẻ là text này thì chúng ta phải biết được cái này đầu tiên là text là chữ viết đúng không? Chữ viết nó phân chia làm hai loại chính. Một loại chữ viết hiển thị theo dạng là dạng block. Một loại theo dạng block. Một loại theo dạng inline. Dạng inline là dạng các block. Loại dạng block là gì? Ví dụ tôi có một cái dòng chữ, chúng nãy còn nhớ cái tên Trần Hữu Thiện không? Và quê ở Nam Định không? Đúng chưa? Thì cái dạng quê ở Nam Định không? Các bạn thấy nó viết ngay sau cái thằng Trần Hữu Thiện đúng không? Nhưng mà tại sao lại xuống dòng? Đây tôi test lại nhé. Đây nhá. H2, H1 này. Được chưa? Quê Nam Định này. Công việc giáo viên. Được chưa? Rồi chúng ta xem output này. Thấy không? Quê Nam Định. Bây giờ tôi viết thêm một cái nữa vào đây nhá. Nhà ở
Hà Nội. Thì nó làm sao? Nó viết liền lên trên này. Được chưa? Thế tại sao cái thằng này nó một mình nó một dòng? Nó không cho bất kỳ thằng thẻ riêng cái gì. Ok, thẻ riêng. Đây cũng thẻ riêng. Đủ thẻ riêng chưa? Được chưa? Đây nó chính là cái ví dụ những cái thẻ này nó chính là cái dạng thẻ về block. Đã là một cái block tức là một khối. Block là một khối đúng không? Nó là một khối thì nó khối bao giờ cũng sẽ chẳng có động chạm đến thằng nào hết cả. Ví dụ cái bàn này là một khối này. Cái bàn này là một khối rồi thì không có thằng nào có thể ngang hàng được nó. Được chưa? Không thằng nào có thể được ngang hàng với nó và nó cách những cái thằng khác trong một khoảng nhất định. Nó giống như cục nam châm ấy. Tất cả những thằng khác đều cùng giấu với nó đẩy hết ra ngoài. Được chưa? Đấy là dạng block. Khi mà trên cùng một dòng, khi mà trên cùng một dòng kể cả phía sau này còn diện tích, những cái dạng tích mà thuộc dạng những cái thẻ tích mà thuộc dạng block này thì nó chiếm nguyên một dòng đấy luôn, bất biết là nội dung của nó có hết dòng hay không. Được chưa? Đấy là dạng block. Tôi không biết là tôi có chiếm hết nội dung của cái độ dài của cả cái độ rộng của cả cái dòng hay không. Nhưng tôi là block, tôi phải chiếm hết. Được chưa? Thì những cái thẻ block này nó phục vụ mục đích gì? Những cái dạng block mà dạng text thì nó sẽ phục vụ mục đích. Ví dụ như cả H1 đến H6 là những cái heading, là tiêu đề. Tiêu đề các bạn có nhìn thấy bao giờ là tiêu đề người ta viết ngang hàng những thằng khác không? Không, được chưa? Đấy là một. Loại thứ hai là loại paragraph, là đoạn văn. Đoạn văn thì chắc chắn là có nội dung nó khá là dài, nhưng mà nó sẽ phải là cách ở trên một tí, cách ở dưới một tí. Không, ngoài cái nội dung của đoạn văn thì ta không phải làm gì tiếp này. Đúng chưa? Đấy là loại thẻ đầu tiên là loại thẻ block. Trong loại thẻ block này chúng ta có những cái loại, có những cái thẻ nhỏ hơn như là thẻ P. Thẻ P là thẻ đầu tiên. Thẻ P này là dạng thẻ paragraph mà tôi vừa nói đấy. Được chưa? Nó chiếm hết một dòng luôn. Còn kiểu cách nó hiển thị là hiển thị như chữ bình thường, không khác như này. Chẳng qua là nó chiếm hết một dòng, kể cả mô từ nó cũng chiếm hết một dòng. Được chưa? Loại thẻ tiếp theo là loại thẻ từ H1 cho đến H6, tức là H1, H2, H3, H5, H6. H6 là loại thẻ nhỏ nhất, chúng ta có thể xem như sau. Đây tôi demo nhá. Đây là thẻ P này. Thấy không? Nó là cách trên một tí, cách dưới một tí. Bất kể thằng nào cũng không được ngang hàng nó. Bây giờ tôi viết thêm vài chữ ngay phía sau. Bắt buộc phải xuống dòng. Được chưa? Đấy là tác dụng của thẻ P. Còn cái cách chữ hiển thị có khác gì chữ ở dưới không? Không, chẳng khác gì. Được chưa? Đấy là tác động của thẻ P, thẻ đầu tiên. Còn đây là thẻ H1. H1. Được chưa? Chúng ta nhìn thấy H1 không? Nó cũng là dạng thẻ block. Và chữ nó rất là to, đậm. Được chưa? Tiếp theo tôi đến thẻ H2. Đó. Nhỏ hơn một chút đúng không? Vậy chứng tỏ ở đây là thẻ H6 là thẻ gì? Bé nhất. Được chưa? Các bạn tự làm demo về phần thẻ H4, H3, H4, H5 nhé. Tôi để luôn thẻ H6. Không có thẻ H7 đâu. H6 là nhỏ nhất rồi. Được chưa? Cái này còn nhỏ hơn cả chữ bình thường cơ. Được chưa nhỉ? Đấy là các thẻ H của chúng ta. Loại thẻ đầu tiên là loại thẻ về block. Tiếp theo, học không kịp demo đâu, chỉ có ngồi có thể ngồi ghi chép xong đó về Google, không có thời gian mà ngồi code theo đâu. Các bạn học ở đấy thì các bạn cực kỳ chậm. Tiếp theo này, loại thẻ tiếp theo là những loại thẻ về inline. Inline là chúng ta có thể viết và những cái thẻ khác ở phía sau để nối tiếp vào đuôi nó. Được chưa? Thì inline nó có những cái thẻ như thẻ strong, thẻ B, thẻ I, thẻ U, thẻ Stride.
rất nhiều những loại thẻ khác. Được chưa? Ví dụ tôi bây giờ tôi viết một thẻ thẻ Stripe nhá. Tôi viết một thẻ Stripe rồi đây. Thẻ Stripe. Stripe. Tắc. Thấy không? Đó là dạng gì? Gạch ngang. Được chưa? Chúng ta có thẻ gạch dưới. Thẻ U. Được chưa? Đây là tôi demo cho các bạn là cách dùng những cái thẻ về dạng text như thế này. Hiểu nhỉ? Dùng các thẻ text có dễ không? Xong. Bài tập. Và bài tập về nhà luôn. Đó là chúng ta làm cho tôi công việc như sau. Bài tập. Đó là mỗi một người tạo cho tìm hiểu của tôi tất cả các thẻ HTML, định dạng text, tất cả các thẻ HTML định dạng text, viết cho file Word và chụp ảnh cái code cũng như là kết quả trả về, đưa vào trong đây. Code thì có thể là viết thẳng vào trong file HTML được, nhưng mà kết quả trả ra thì phải chụp một cái ảnh, cắt một cái ảnh nhỏ, viết và pen xuống dưới của cái đoạn code của chúng ta. Được chưa? Nó không khó đâu, dễ thôi. Ở máy Windows chúng ta có một cái công cụ tên là Snipping Tool. Các bạn có thể chụp ảnh một đoạn nhỏ nhỏ nào đấy ở trên màn hình của chúng ta, lưu vào dạng ảnh, trong cầm kéo thẳng cái phát vào trong cái Word là được. Được chưa? Sau đó các bạn, tôi sẽ có cái thư mục cho các bạn nộp, thì các bạn đặt tên thư mục, đặt tên file, đặt tên file doc ấy của chúng ta, đặt tên như sau, cho cú pháp như sau. Đầu tiên là tên lớp, gạch dưới tên mình, tên họ, tên và lesson, bao nhiêu đấy, bao nhiêu lesson x chấm gì đấy, chấm zip hoặc là chấm doc, tùy các bạn. Ví dụ như sau, lớp mình là lớp K30 hoặc K31 B1 đúng không? Gạch dưới thì bạn là gì? Gạch dưới. Cái gì gạch dưới? Gạch dưới. Dương NB gạch dưới lesson 01.1 và chấm đốc. Chấm đốc x. Nộp lên cho các bạn. Tôi sẽ có một cái thư mục cho các bạn nộp lên, thư mục trên Google Drive. Để các bạn vào cái link thì các bạn upload cái file của mình lên trên là được. Deadline sẽ rơi vào, Dương ghi lại đề nhá. Deadline sẽ rơi vào 23 giờ 59 phút ngày chủ nhật 20 tháng 10 là tháng 8 2017. Đó. Sau giờ này Dương không nhận bất kỳ một bài nào nữa nhé. Ở trên đấy nó có ghi vào ngày giờ người ta thay đổi. Được chưa? Sau bây giờ hôm nay ngày thứ hai, Dương sáng thứ hai Dương nộp vào thứ một, xem là ai nộp muộn và xem qua một lượt xem những nội dung file nào giống nhau. Thì nhìn biết ngay mà. Chúng nó chụp ảnh mà. Giống nhau, ví dụ giống nhau là ăn đòn. Vậy thôi. Sau đó báo cáo lại tôi, gửi một email tôi báo cáo lại xem là tình hình như nào. Được chưa? Tất nhiên tôi cũng sẽ có kiểm tra. Được chưa nhỉ? Nhớ nhá, tôi không quan tâm các bạn làm như thế nào. Cứ sai hoặc là giống nhau là ăn đòn. Được chưa? Tốt nhất là những cái bài, từ những cái bài dễ này chịu khó về mà làm đi. Không có chuyện là của đâu mà sẵn đâu, cho nên là chủ động làm và đúng cái bài. Được chưa? Tôi không quan tâm các bạn làm cái nào, không quan tâm các bạn làm ở đâu. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Hả? Không. Cái nào ở ra về đấy? Không, cái gì có thắc mắc gì? Tức là về là ví dụ như này nha, tôi ví dụ cho nhá.
Ví dụ tôi lên trang ZS Fiddle. Tiếng Việt đầy mà, sao phải dịch? Tìm hiểu là thứ nhất là tìm về định nghĩa, thứ hai là tìm về tác dụng của nó. Cách viết thẻ đấy như thế nào, rồi tác dụng của nó ra làm sao, biến thể là gì. Ví dụ tôi viết thẻ Y nhé. Thẻ Y này. Tôi là thẻ Italic Run. Được chưa? Đấy. Xóa cái này đi. Đây đây. Đây là cái output này, thấy không? Thì chúng ta có một cái công cụ tên là Snipping Tool. Chúng ta nó cũng ra như này giống tôi này. Hoặc là đây đây đây, tôi dùng có một cái tool đây này, hình này. Take a screenshot này. Đó, tôi bôi cái này, đây là thẻ của tôi này. Nếu mà thích, các bạn hoàn toàn có thể bôi ra như này. Được chưa? Cắt. Ra đây xong cắt cái ảnh này ra. Xong pệt vào trong cái file ấy. Thì đây là input, đây là output. Xong chưa? Hoặc các bạn chắc là phần này nó không kéo được, kéo được không? Đây kéo lên. Hoặc là các bạn enter cái này xuống, ngang hàng nhau đi. Được chưa? Xong các bạn cũng sử dụng cái tool của các bạn để tạo một cái photo. Đây các bạn cắt từ đây sang bên này. Đó, xong. Lưu xuống. Screenshot này. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta ở ngoài desktop. Đấy. Đâu nhỉ? Download sao? Tôi chẳng biết nó vứt ở đâu. Tôi bỏ mẹ rồi. Cloud Drive desktop này. Preview này. Đây rồi. Đây. B cái ảnh này vứt vào trong file Word. Ví dụ tôi Word nha. Tạo một file mới này. Rồi, đây tôi viết là một thẻ Y, hai chấm là thẻ Italic. Thẻ này quy định chữ nghiêng thuộc dạng thẻ là inline. Đấy. Mỗi đơn giản thế thôi. Xong rồi, xong chúng ta viết, chúng ta bê cái ảnh để vứt vào đấy. Đây, thả xuống, xong. Có thể là viết đây là ví dụ. Ví dụ. Xong. Đấy, có thế thôi. Như này. Xong rồi xuống dòng là đến thẻ khác. Làm sao cho hết thì thôi. Mỗi người ít nhất phải làm cho tôi 10 cái. Cái này hả? Cái này ngoài cách giờ vào trang ZS Fiddle ra. Trang của tôi vừa dùng là trang ZS Fiddle nhá. Các bạn viết code này xong các bạn run thì nó sẽ ra như này. Được chưa? Ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể làm như này. Viết code ở đây này, viết code đây này. Không, viết từng cái một, cắt từng cái một cho tôi. Được chưa? Hoặc là ví dụ file H1, thẻ H1 thì các bạn cắt, copy ra các bạn viết vào trong này. Ví dụ tiếp theo là thẻ H1 đúng không? 2 chấm thẻ H1 chẳng hạn. Là cái gì đấy. Sau chúng ta có đây thẻ H1 như này. Thì được cũng được. Sau ở dưới là cái ảnh. Dưới là cái ảnh output ra. Được chưa? Cắt một đoạn ra. Viết vào. Đấy, đơn giản vậy thôi. Còn ai thắc mắc gì không? Tí nữa mai tôi sẽ gửi cho các bạn cái video tôi vừa quay của lớp mình.